vượt trăm nghìn gian khó chiến trường bao xa, người anh hùng nguyện di sách này còn ghi. Phùng Chí Linh cùng vua từng chinh chiến bao đêm ngày, đuổi lũ quân nhà Minh từ bắc phương qua xâm lấn, cùng đoàn quân Bắc Tiên xem thường sinh tử, ầm ầm như vũ bão tràn lên phá quân Minh. Viễn quân nhiều phiên theo tướng quân ra thành đồng quan, làm cho giặc Minh thêm thất kinh suy tàn đầy đó. Tướng giặc Ngô Thông đem Việt Tây thịnh kéo lên quê, anh hùng quên xế tiên được tin điều kẻ tấn công, ngày đêm phục binh tại vùng tốt văn và chú đông. Trường chinh chiến khắp khung trời Nam, từng chém hai Việt san là Phạm Đồn và Phan Thanh. Phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu, nhìn đời sau vẫn nhớ công thần danh thương, lòng vì dân yêu nước tròn kiếp không phai. Đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân từng can trường truy sát phá tan giặc Minh, là cháu con sông Tiên nguyện một lòng vì quê hương, đuổi lũ quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì đời sau giữ nước đem về quan ai, đâm lòng đi chiến đấu gìn giữ vững biển đông. Một công thần khai quốc dưới thời Hậu Lê, người anh hùng Nguyễn Xí còn ghi. Cùng Chí Linh cùng vua từng chinh chiến bao đêm ngày, đuổi lũ quân nhà Minh từ bắc phương qua xâm lấn, cùng đoàn quân Bắc Tiến xem thường sinh tử, ầm ầm như vũ bão tràn lên phá quân Minh. Viễn quân nhiều phiên theo tướng quân ra thành đồng quan, làm cho giặc Minh thêm thất kinh suy tàn đầy đó. Khắp khung trời Nam, từng chém hai Việt san là Phạm Đồn và Phan Thanh. Phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu, nhìn đời sau vẫn nhớ công thần danh thương, lòng vì dân yêu nước tràn kiếp không phai. Đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân từng can trường truy sát phá tan giặc Minh, là cháu con sông Tiên nguyện một lòng vì quê hương, đuổi lũ quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì đời sau giữ nước đem về quan ai, đồng lòng đi chiến đấu gìn giữ vững biển đông.